hứa đăng một cách đầy đủ ở hai bên. Tôi là đã hòa hảo với tôi. Hòa hảo thì thôi. Tôi khi cái này cái món sinh của em phải chửi, không ai cá được em á. Em ở trong tù em còn dám chửi đây, em bị đánh em cũng dám chửi nữa. Không, em không có cản chị, nhưng mà mình khuyên em khuyên gì thôi. Không, bây giờ không ai khuyên em hết á, em phải chửi vô cái mặt nó đó. Bây giờ có báo chí đây nhiều lắm nè, em về ít nhất em cũng đăng được những gì lời chị nói. Chạy từ báo cái này á là đọc. Nó lên trên mạng cho nên là tất cả mọi người trên toàn thế giới đều nghe hết. Bây giờ ở trong họp người ta không thể nào ra đây mà để về mà nhổ nước miếng cho tụi nó được, nhưng mà một mình Diệu Chi đứng đây nè, đối đầu với tụi bay nè, 10 cái loa tụi bay không bằng tao đâu. Vì tụi bay không có chính nghĩa, tụi bay là cái lũ ngu xuẩn. Tự nhiên xách cờ rồi đi biểu tình những người ta đang lo cho đất nước à? Có phải ngu không? Làm cái gì nó cũng chắc cũng không có cái gì tự nhiên, chắc có đi nguyên dân thì có. Ngu xuẩn, phải nói là không có một cái suy nghĩ gì hết á. Bây giờ có một cái người nào đó trong này nhưng mà người ta lo đất nước, cũng đừng có làm cho mất cái cuộc đại cuộc như vậy chứ. Một người ở trên Washington người ta về muốn giúp cộng đồng mình để lo vấn đề tôn giáo, đứng ngoài biểu tình à? Rồi đem hình, không lẽ đem ông Mỹ ra biểu tình, đem hình hòa thượng hình nọ hình kia biểu tình à? Đó, mấy cái mặt này không bao giờ thấy đi biểu tình chính nghĩa nha. Không bao giờ có nha. Chỉ đi lại là xàm bậy dữ vậy đó. Đã lên hình ảnh hết rồi đó. Đã nhận diện được, tao nhận diện được tụi bay rất là lâu rồi. Giỡn không giỡn thì tao cũng dám đi lính bảo vệ đất nước của tụi bay trốn quân dịch hết. Binh gì bây giờ không á? Binh gì bây giờ đó? Ở cái hạng đó đó. Không có được giả dỗ gì hết á. Đừng có nói tiếng binh gì cho mắc cỡ người ta. Binh gì người ta cũng bảo vệ đất nước nữa. Thằng nào vậy? Núp trong bóng cây nói nè, đứng đây nói nè. Lần nào cũng vậy, lần nào có những cái cuộc mà biểu tình hay gì mà cái chính nghĩa là tụi nó giác mặt đi lên nó đạp ngược lại hết trơn à. Em đã nhận diện em ở đấu tranh 30 năm nay ở đây á, mấy cái mặt này từ lúc mà nó chưa ăn welfare tới bây giờ đó, em vẫn còn thấy nhớ nó mà. Vẫn còn nhớ mà. Cái vấn đề ăn welfare thì nãy có hỏi với bên bà làm bảo kiếm á, thứ nhất bà nói là dù là ăn welfare thì cũng có cái quyền để mà đúng. Tại vì bà cũng không có cái gì là bà là người sách động, bà là người có bằng cấp, nhưng mà bà không có hiểu biết gì cái gì hết á. Phải nói là bà Đàm Bảo Kiếm á, đem cái bằng cấp bà ra để hướng dẫn, mà hướng dẫn sai hết. Hướng dẫn sai cái dư luận, hướng dẫn sai cái tinh thần chiến đấu của người ta hết. Cái vấn đề đi ăn welfare, đi biểu tình có gì sai lầm không? Sai á, là cái tiền welfare là chúng tôi đóng thuế. Các vị ở đây á, các vị làm gì đúng cho đất nước Hoa Kỳ, không làm được thì cho đất nước Việt Nam, còn không thì ở nhà đi. Đừng có ở không mà ra đây mà làm như vậy. Làm như vậy đó rất đau lòng cho người Việt Nam á. Tại sao bên này không có làm cho họ thoát khỏi cái gông cùm mà ở bên đây cứ lo như vậy không à? Được hưởng tiền, được đủ thứ benefit á. Không có giúp một cái bàn tay nào hết á. Chỉ về Việt Nam chơi. Mấy cái mặt này thấy rõ hết mà. Về Việt Nam chơi. Áo gắm gì làm khoe ở bên đây ngon lành. Áo bảo người ta khổ cực. Rồi bây giờ người ta đấu tranh đây thay gì đi dự. Hay là thay gì mình không ở nhà đi. Mình không đồng chính kiến mình ở nhà đi. Xách cờ đồ ra nó biểu tình là cái gì? Chị nghĩ họ là những người biểu tình mà dơ bản dơ cờ như vậy, họ dám về Việt Nam chơi không chị? Sao không dám? Tụi này nó tay chân mà sao không dám em? Em hỏi câu rất là trẻ con. Nó tay chân mà bây giờ mấy thằng Việt Cộng đây bộ cầm 10 lá cờ, nhưng nó là đảng viên. Cầm cái cờ này là một cái để che thân tụi nó ở đây thôi chứ. Cái thân của tụi nó là dưới cái bóng cờ của Việt Cộng đó. Em hỏi như vậy là em quá không nhìn được cái bản mặt này rồi. Chị ở cộng đồng này chị nói thiệt, chị đấu tranh mấy chục năm chị nhìn mấy bản mặt này chị nhớ hết à. Những cái cuộc biểu tình nào mà chính nghĩa không thấy tụi nó vô. Mà thấy cái gì, có cái gì một cái gì là nó làm lớn lên chuyện như vậy đó. Đó, đây nè, mấy cái mặt họ nhìn hết. Thì chị nghĩ là cái mục đích chính của họ làm như vậy là cái gì? Tại họ là ở thành phần phá hoại. Tại sao họ phải phá hoại chị? Bởi vì họ được một cái sự giáo dục của cái bên phía bên kia. Ý họ nói, ý chị cụ thể chị nói là họ có cái sự mà tuyên truyền của phía bên kia. Yeah. Chứ nếu họ chịu khó một chút, họ suy nghĩ chút là ở nhà mình không đồng chính kiến, nhưng mà người ta làm đúng cái việc này cho đất nước, có gì phải đứng đó mà đi đứng đó mà biểu tình là gì, phải không anh? Dạ phải. Tôi nói cái đó thấu lỗ tai mấy người đi. Tôi về suy nghĩ lại đi, có mình làm đúng hay sai. Muốn làm nổi đi lên truyền thông hả? Để gì bản tụi nó cho điểm hả? Lãnh công tác hả?
Nam. Nó không hiểu cái gì hết á. Thối ngày nó bị giật dây không à. Nè mấy cái mặt này nhìn rõ hết. Tôi nói thiệt cái mấy cái mặt này bao nhiêu chục năm tôi nhìn rõ hết. Nó nắp nắp ra bộ, cái gì nó làm bộ nắp nắp vô vô. Hồi là nó cũng là nó chứ không có phải là người chống cộng. Mượn lá cờ vậy đó. Bây giờ chúng tôi sẽ đi qua bên kia hỏi họ về cái vấn đề là bị giật dây. Bà đảm bảo kiếm cho chúng tôi hỏi một cái, bà Diệu Chi, bà có nói rằng là mục đích của đoàn biểu tình từ bao nhiêu năm nay là làm là vì bị do bên phía bên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ giật dây, bà có cái ý kiến gì về điều đó? Tức là bà đó không biết nói, không tức quá thành ra nói thế, là những người ngu vô học quá thành ra không thèm chấp, có nói gì cũng không đáng kể, những người vô học. Bà cũng có nói là mấy người là thấy đứng biểu tình vậy chứ, nhưng mà vài bữa sau thấy về Việt Nam chơi khoe khoang này nọ. Ở đây có người nào mà mới gần đây về Việt Nam chưa ạ? Có, tôi về nè. Dạ, mà có. Tôi về ba lần rồi. Dạ. Tôi sao đâu. Chú về Việt Nam như vậy, chú biểu tình bên đây rồi chống cộng bên đây rồi về Việt Nam họ có bị vấn đề gì không chú? Không, không bị gì, nó vẫn cho vô như thường. Dạ. Nhưng mà còn cái vấn đề mà bà kia là bảo là có bị giật dây để mà biểu tình chống mấy người mà chống cộng. Bị giật dây mấy thằng giật cộng cho nó té rồi có. Như bà, nếu mà như vậy là chú thì chú biểu tình chú cũng chống cộng này nọ. Cộng sản đậu má nó có ngon á, nó đem cái cờ của nó bước ra đây nè. Đậu má tao qua đây 72 chứ 75 nó ngồi đem cái cờ ra đây. Đậu má bitch fuck fucking nè. Đúng em đúng đó. Nó ngồi đem cái cờ ra đây. Không, em đúng, nói đúng, nó không sai đâu, em nói đúng. That's what he needed. Đủ má tao qua đến 72 lần á. Không có làm không? Qua đây, qua đây, qua đây. Nếu có chân chạy qua đây. Anh em mà đi 72 kiếm giờ đó. Rồi rồi, qua đây. Qua đây, qua đây. Mất dạy không? Điện thoại được một cái thằng ba sai lại đó hả? Hỏi thêm thằng ba sai lại đi. Rồi đi lấy xe rồi chửi ta hả? Công an trọc. Giờ xin hỏi chú tiếp câu hồi nãy chú. Chú hết chú tên gì ạ? Sơn. Chú Sơn, hồi nãy chú nói là chú mặc dù là biểu tình chống cộng rất là mạnh mẽ ở đây, nhưng mà mỗi lần chú về vẫn không có bị vấn đề gì hết phải không? Không bị gì hết anh. Như vậy thì có cho thấy là một cái điểm là hơi nghịch lý, là coi như là ở đây mình tố cáo bên kia họ gọi là độc tài rồi coi như là bịt miệng thiên hạ này nọ, nhưng mà ở đây mình chửi họ mà mình đi về Việt Nam vẫn không bị vấn đề gì. Về thôi chứ đừng nói, câm miệng lại. Về nhưng mà câm miệng lại. Về đây trở lại nói thì được. Ở đây nói được, về Việt Nam câm cái miệng lại, như là câm miệng hết như đó. Thì không sao. Nó biết tôi hết đó nhưng mà nó vẫn cho về, nhưng mà nó bắt cái câm cái miệng lại hết. Cũng tốt lành gì? Tốt lành gì em ơi? Trước đây thì những người mà chống cộng mạnh mẽ như chú thì về Việt Nam có được không chú? Hồi xưa đó. Có. Hay là hồi xưa là cấm, bây giờ thì không, lúc nào nó cũng cấm, nhưng mà mình về đó nó biết. Đừng có mở miệng nó nói thôi. Cấm cái miệng lại. Vậy thôi, làm ơn chứ. Chú bác tôi là cũng cộng sản cấp tướng á. Cháu tôi là cấp tá đó. Cũng Việt Cộng đó, nhưng mà nó nói chưa cậu ơi. Cậu thất thế rồi,
Thì nó ở tao thất thế nhưng mà đối với mày không nhầm gì tao hết đó. Tao thất thế nhưng mà đối với mày không nghe mặt tao, chửi mặt mày. Mày biết mà lại không? Cướp của giết người chung sống đồng bào. Bây giờ tất cả làm đĩ cả đám. Tại sao vậy? Mỗi thằng nhà dịch cộng đồ sỏ đó cũng có mấy trăm triệu đô la Mỹ. Là lý do gì? Thằng này chống cộng ở đây đó cũng thuộc về hàng chót thôi, chứ không phải nhất đâu, hàng chót. Bên nhì. Bên nhì chứ không phải bên nhất nữa. Cảm ơn chú Sơn. Dạ, cảm ơn em. Trời ơi, đi gỡ tên về, về nó bắt luôn ơi, đừng có nói rõ tên. Kỳ này nó về nó giữ luôn đó, nó cho gái cho nó luôn á. Sẵn chú nói chuyện gã gái thì về Việt Nam chú có bị cái chuyện mà gọi là bị quyến rũ bởi cái chuyện gái không ạ? Có. Nó nói đưa cái thẻ nói đừng tha em đêm nay. Ai đưa? Mấy con nhỏ mà gái đó. Nó cho vô mấy đứa đẹp lắm. Nhỏ nhỏ 45 tuổi à. Chú nói là nó cho vô nó là ai à? Mấy đứa con gái đó. Dạ dạ. Vô đưa thẻ chú nói đừng tha em đêm nay. Rồi sau đó có tha không ạ? À? Tôi đâu có vô để chạy vô mà vô tha chứ rồi vô làm chi? Những cái chỗ nào mà chú có những cái thẻ đó để mà... À, cái này bí mật mà nó đưa riêng mà. Dạ. Đừng tha em đêm nay. Nghe không? Trời ơi, bí mật chứng dựng chính trị chứ nghe mà bí mật gì gớm đó, bây giờ nói ra ở chỗ nào đưa nó có người đưa thì mình làm hết. Dạ. Những người đưa là nó thuộc về là những người mà họ muốn bắt mối để mà làm ăn hay là không, nó liên quan gì tới chính quyền không? Không biết cái nó gì nhưng mà nó cứ đưa cho mình cái thẻ đó. Dạ. Đưa từ sân bay hay là vô tới khách sạn mới đưa? Sân bay đưa rồi. Vô trong sân bay đưa chạy tôi luôn. Đừng thay anh đêm nay là sao? Là sao ạ? Thì em biết là nói đừng thay anh đêm nay là biết. Nếu quân nhân dự chi cũng biết thôi. Đừng thay em đêm nay khi mái em ngủ say. Đã đâu? Đã đâu? Đã đâu? Đã đâu? Nữ quân nhân ơi, dòm! Nữ quân nhân dòm! Đừng quân ngô cho người ta. Đừng gọi tên. Đừng quân ngô cho người ta nha. À, chú Sơn có biết bà Diệu Chi trước đây không ạ? Thì biết thôi, chưa gặp mặt trong đội mà. Có sinh hoạt chung với nhau bao giờ không? Không, chúng tôi đi hành quân suốt rồi. Không, qua đây nè, qua đây rồi có sinh hoạt chung với nhau không? Không, họ là làm riêng. Bả làm riêng. Thực tế mà nói thì chú nghĩ là bả với lại chú là hai người cùng là khác chiến tuyến hay là chị cùng chiến tuyến nhưng mà khác cách suy nghĩ? Ở lúc trước chế độ Việt Nam cùng hòa còn á, cùng một chứng kiến, nhưng khi sụp đổ rồi đó không phải nữa. Họ muốn làm điều gì đó, họ làm bưng bô hay làm gì đó tùy họ. Tay sai bưng bô Việt Cộng. Cái tình trạng mà chú thì nói là bà ấy là tay sai, còn bên bển nãy mới hỏi thì bà nói là bên đây thì bị giật dây, thì chú nghĩ về cái tình trạng nó như thế nào? Tôi giật dây gì cộng được, có với nó sao giật dây tôi được. Tôi nè, cháu tôi là đại tá đó, dám giật dây chú cậu nó không? Ý muốn nói là cái cảnh mà hai phía chỉ có cách nhau một con đường như thế này thôi, mà một bên thì nói là bên này bị giật dây, bên kia thì nói em là bên... cái suy nghĩ kỹ ra ai giật dây ai. Thằng Việt Cộng chung sống giết người cướp của như vậy, chung sống người ta mà chứ. Em suy nghĩ đi. Anh khỏi nói nhiều. Chú khỏi nói nhiều. Chú suy nghĩ biết liền mà là nói gì rồi. Còn giờ chú, gia đình bà kêu bị nó chôn sống với cướp của chặt đầu coi nó chịu không? Bà chịu không? Gia tài tài sản còn gì không? Con cái giờ hút xì ke ma túy có nó, bà chịu không đã? Hỏi bà. Chú hồi nãy có la lớn là bà là tay sai. Thực sự chú nghĩ là nguyên bà là tay sai. Nguyên một đám bên đó là tay sai hết. Nguyên một đám bên băng đó là tay sai. Việt Cộng nó làm chuyện này chứ. Chuyện đó chứ không có tay sai là không bao giờ làm. Đó là chú thực sự chú nghĩ như vậy đó. Tôi nghĩ đúng như vậy chứ 100%. Đám bên đó nguyên có đa băng tham dự của nó, tổ chức của nó. 100% luôn chứ không phải là chỉ là thầy Thích Nguyên Chí. Không, nói chung nó chân tên mà vô nghe đó, để mà nghe nó giảng đó. Thích Nguyên Tý rồi
nên một thanh cũng vậy thôi. Có những người người ta chỉ muốn vô để theo dõi tình hình thế nào thì sao chú nói được vậy? Theo dõi sao được, bây giờ có ký giả báo chí đăng báo coi chừng phải vô đó xung xe cho nó ăn cái mấy bánh đây gì gì ra đây là nó viên một thanh ra đây nè ra nói tôi về. Cảm ơn chú Trúc Sơn ạ. Đã đâu? Bọn về ngon, bọn tay sai chui vô cái hang bắt bó.